đây là ổ cắm điện ha, có 4 tầng và 3 cổng USB, thích hợp cho mình sử dụng nhiều ổ cắm cùng một lúc ha. Đây là đèn tròn tiện dụng cho mình có thể để bất cứ nơi nào mình muốn ha. Là bàn hút bụi, đây nút điều chỉnh độ hút bụi ha, mạnh tăng giảm. Màn hình này màn hình mấy nha em? Dạ màn hình 7 cộng. Rồi tiến hành ép kính của màn hình 7 cộng ha. Khi ép kính, chùi sạch màn hình trước. Đây máy hấp, máy đây là máy ép 10 inch nha. Rất tiện lợi cho ép dòng điện thoại bạn nha. Độ sâu rất là sâu ha. Hấp được nhiều, số lượng nhiều á. Xong quá trình mình ép kính nha. Chọn bộ 10 inch, có luôn máy hút bụi, đặt trên một cái bàn nhỏ rất là tiện lợi cho những bạn mà ép điện thoại ha.